Chào cô chú anh chị. Em chào. Dạ em nghĩa trọng anh. Thấy mỗi ngày mà đâu có gặp mặt đâu. Dạ. Dạ. Bây giờ mình chuyển đâu chị hai? Chuyển đi cho các khu quận Đoàn Bình Tân, quận Đoàn Bình Chánh. Dạ. Tân Phú. Dạ. Rồi bây giờ hả đi. Rồi mấy cái điểm mà khu cách ly, cái mấy cái bếp ăn. Dạ. Bếp ăn bên quận 3. Dạ. Bếp ăn Gò Vấp. Rồi với lại để lại bếp ăn của bác Ba Chầu. Dạ. Rồi còn phần còn lại là nhờ anh Hai Phước giúp phân phát cho bà con mình mấy người mà gần gần ở đây mà khu cách ly nè. Dạ. Nhiều lắm còn nữa. Dạ. Yeah. Đi giờ đi kiếm bình đó, con đi đi hết nè, đó đi hết đó ra đi. Còn Tân là không nặng lắm, xích bịch thôi Tân ơi. Thôi, được mà, chừng nào anh ấy nặng. Rồi cải thảo nữa. Hồi nãy đi hết xe tải, đi dạ. Xe bao gác. Dạ. Đi phong khối nữa, chỗ người ta cần. Vậy nên tối nay về xe nữa chị? Ờ, tối về xe nữa. Bà con lấy này chút, cũng đỏ. Bí đỏ với chị. Dạ. Bí đỏ hết rồi, bí đỏ hết rồi. Bí đỏ hết rồi đó, thôi thôi đừng lấy bí đỏ hết. Bí đỏ thiếu rồi đó chị Long ơi. Không biết bỏ bí lại đi rồi. Chia cho người. Chia hết đi. Dạ bây giờ thì mấy anh em với sẽ đem lên xe phát cho nhiều địa điểm ở Sài Gòn mấy chị. Thì nãy thì đi cũng hết xe rồi. Hồi nãy cũng đi hết một chiếc xe mà tải rồi, tối nay thì sẽ tiếp tục về số lượng có thể là lớn hơn số lượng từ sáng giờ. Tại vì mình tới 25 tấn mấy chị. Còn mấy trứng. Chia ra cho nó đều. Mấy anh em thì chuẩn bị thì trong đây là toàn cải không anh chị? Cải xanh lắm, cải này. Hỏi không hai đứa thiên đây. Đấy. Có gì mình cứ cho người ta một chia ra đều đi. Đây là những cái thùng cải đó anh chị. Xanh măng mẫn luôn. Ồ, cải thiệt ngon. Ồ, cải ngon. Nguyên thủy luôn. Dạ. Ở số lượng này là tỉnh nào cho anh hả? À, tỉnh Đoàn Lâm Đồng. Dạ. Là cho số lượng à? 25 tấn. Dạ. Dạ. Bây giờ còn mấy xe nữa? Thì một chiếc qua bên dừng lại 200 kg. Cả giá lại hai chiếc. Đó, đúng rồi đó, cái này đủ rồi, cái này đủ rồi. Ở xe này đủ rồi đó. Đó là... Hay là chiếc này qua Bình Tân luôn đi. Bằng lát kia em... đi Bình Chánh. Đúng rồi, Bình Tân đi. Thì em sắp đi Bình Tân Hiếu ơi. Đi Bình Tân đi. Dạ. Dạ thì bây giờ là xe rau củ quả này sẽ qua quận Bình Tân mấy anh chị. Qua quận Bình Tân khúc nào anh hả? Ngay chỗ quận Đoàn. Quận Đoàn ngay đường Kinh Dương. Dạ. Chứ bây giờ em sẽ vào bên trong để mà chị Hai phân phát rau củ quả.
Đây là những loại rau xanh, hành, su, lá đặng lát nữa là chia ra cho ngưỡng bóp có lá hết. Cái này là gì, luôn củ hả? Cái này là gì ạ? Củ cải thì cải thảo luôn, cái này nắng quá. Một lát nữa mình ra cải mình ngồi góc đó nó mát, thấy không? Ha. Rồi đó mình ra củ quả này nè. Mình ra ít gì mình cho cô bác. Dạ chị, cũng như tí nữa mình sẽ phân ra mình cho bà con sớm nữa chị. Đúng rồi, cho bà con sớm cưng, tại bà con sớm cũng đang cần. Dạ. Tại đi mình chia sẻ cưng ơi. Dạ. Chia sẻ chứ giờ chỗ thì nhiều quá, chỗ không có không tội. Dạ. Để lát nữa chị rảnh chị cho vô bọc hết. Dạ. Bọc cứ một cái nhà trọ, một phòng trọ rồi một bịch vậy đó cưng. Dạ. Ừ. Rồi bắt đầu chị khỏe xong bắt đầu chừng ngày mai chị chưa gạo với cái mì á. Dạ. Để mà mình ra mình cho người ta. Nãy giờ đi chiếc xe tải với hai chiếc ba gác rồi đó. Yeah. À, còn mấy chiếc nữa là bắt đầu đây là phân phối ra. Hình như là tối nay xe về nó chị, xe rau củ về nữa. Xe rau củ quả về nữa. Mà nó về chắc phi quá cực quá. Dạ. Về phi hơi cực. Về 12 giờ phi em tóc quá, mấy người này thức dậy hết luôn. Dạ. Yeah. 12 giờ phi em không xuống được đâu. Ở vậy là mấy người này nè. Dạ. Yeah. Xuống rồi hơn 12 giờ phi nè. Dạ. Yeah. Đồ Đà Lạt ngon lắm. Cái gì em? Em đi luôn hả? Em nhờ chị hỗ trợ. Rồi bây giờ còn dạ. Một chỗ Bình Chánh. Chỗ Bình Chánh thêm xe của chú kia đi nãy đó. Là anh ba. Chiếc này về nó chở thêm chiếc đi Bình Tân với một 200kg đi vườn lại cho 200kg cho văn phòng đại diện của em ghi địa chỉ chưa? Dạ có. Vậy là xe ba gác bên em kêu là về một chuyến nữa. Rồi chiến anh ba bên đây một chuyến nữa. Đúng rồi. Với lại 200kg đi văn phòng của em ghi cho rõ đi cho chị. Dạ em có gửi trên máy. Cảm ơn em nha. Rồi em bye. Cảm ơn chị nhiều. Rồi bye bye em. Dạ thì bây giờ anh hai với chị hai thì cùng với mấy anh em thì sẽ chất rau củ quả đi phát cho bà con của mình. Cho hai bao khoai lang đi. Mấy bao cải thảo rồi con? Bao cải thảo là ba. Rồi lấy chị hai bịch khoai lang đi vẹo. Thấy hai bịch khoai lang đi vẹo. Cái con xà lách đi. Ba hình xà lách đi. Để nằm đi, để nằm thì chồng lên. Tại nó là cái thùng giấy không đến đổi đâu. Này mấy bao mấy thùng à? 4 thùng đi con, cái này nhiều, cho 4 thùng đi, rất nhiều đó. Thùng xà lách. Đây còn bao nhiêu con cá đây? Đá nữa con. Đây là bạn. Cái này á, chợ nó bán chợ mắc lắm á. Dạ. 50-60 ngàn mà không có rau luôn á. Bây giờ rau mua khó lắm anh. Em thấy nó để bảng là 40 ngàn ký á. Cái này nó mắc nè, 50-60 ngàn một ký. Không. Chở đi chở nhiều cái đó. Hai thùng mà... cho hai thùng muối, hai thùng. Mưa xuống sợ lắm. 6 thùng xà lách. Cho một bao hành lá luôn nha. Bao hành lá đi. Bao hành lá đi, hành lá cũng còn mấy bao. Cho bao hành lá. Lấy bao hành lá luôn. 2 3 4 4 bao rưỡi. Dạ. Hành lá đây nè. Anh ơi bao hành lá đây anh ơi. Đỡ lắm á, giá trời đừng mưa. Mưa là hư đồ hết. Rồi hành lá. Con bao hành lá.
rồi, cái đó xà lách luôn đó, cũng là xà lách đấy, cái gì cái đó là xà lách trên bàn đá, hai đứa kia nặng không? Đỡ lên ta, giác dễ giác rồi coi cái điểm như sao? Còn có một điểm 200 ký ở giường này để cho anh ba chở. Nó nghe nè con vừa con cắt chuyện cho cô ra bốn bịch xu đi. Bữa nay sao mày ốm dữ vậy? Hả? Bữa nay sao ốm dữ vậy? Thiếu ăn hay gì con? Ốm quá trời ốm ăn. Rồi đủ rồi đó, đủ rồi đó. Đủ rồi, lâu rồi. Rồi con cắt đi. Bốn bịch xu. Còn xe đó anh ha. Còn xe 200 ký nữa. Đúng rồi hết. À. Rồi điện lên cho điện cho ông ba nãy chở cái nào chạy ngay lại cho đó. Điểm dừng dừng lại 200. Rồi 4 rồi không con? 4 rồi bây giờ thôi được để cái đi. Rồi bắt đầu lắp xe lại. Đó là của chị với cái nghĩa nè. Con lắm á, mười mấy người á. Mười mấy người, lẹ lẹ đi con. Rồi con lấy mấy cái xu, xu hào. Xu hào nè. Ừ. Lấy đi rồi đem đi bờ, đem đi chổng đi con. Nè, lấy đại em, lấy trái đi lại đi con. Nè, con lấy từ trên, con lấy xuống vậy nè, sao con thờ cái gì. Đó. Nè, con lấy cái đó, lấy đi. Nửa lấy thêm củ hay củ nữa đi con. Rồi xong. Đó ăn từng lễ. Cái này con thấy giống như thôn nữ đi hái rau vậy đó. À, đúng rồi, con. Rồi. Bây giờ mấy anh sẽ chuyển rau củ quả qua bếp cơm của bác Ba để mà bé mới điện em nè, nói chút xíu tới đó. Dạ dạ dạ, em tranh thủ rồi chứ đâu có bậy bạ đó. Rồi 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 rồi. Là mình chuyển cải qua chú Ba hả? Chú Ba chú xài cải. Dạ. Chú Ba chú Ba có xài xà lách không? Đó. Bển chắc xài. Bển chú Ba xài xà lách. Để em lấy một cái. Không có một phiên. Cho người ta ăn. Dạ ơi. Đi dưới. Xà lách là con trắng, nước cá, thịt là ngon. Em anh chị. Cô Loan đang thấy mình cầm lên được cô... này hả? Dạ, đúng rồi. Wow. Gì cưng? 6 bịch đủ chưa? 6 bịch rồi cưng lấy thêm cưng lấy chị một xà lách nè. Mấy thùng đi, mấy thùng cho chú Ba đi. Cái nãy mới đăng clip lên á, có mấy mấy cô mấy chị nói giờ ở Sài Gòn kiếm cọng cải không ra. Cọng ra không ra luôn á. Trung tâm Sài Gòn luôn á. Đúng rồi, nghiệp lắm á. Giờ 2 3 xà lách đi. Chị hai cái này xà lách bích ngon lắm. Dạ. Xà lách mất tiền. Xà lách ăn ngon lắm, chấm ra. Đây đâu. Đâu.